Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, quá bất ngờ Tô Lâm mở lại vụ án tử tù Hồ Duy Hải nhằm thanh trừng Trương Hòa Bình, nổi sóng cung đình tiền đại hội 13. Dự kiến đại hội 13 sẽ được tổ chức vào quý 1 năm 2021. Ngay trước thềm đại hội, một số thông tin hay cho rằng Cuộc đấu đá đang lên đến cao trào với hàng loạt các chỉ dấu cho thấy những phe nhóm đang giàn quân sẵn sàng đánh phá, đánh nhau ngay trước thềm đại hội để loại bỏ đối thủ chính trị quan trọng. Trong số đó, một cuộc đấu đá được đánh giá là vô cùng khốc liệt cũng đang diễn ra. Cụ thể, việc cơ quan cảnh sát điều tra cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra lại vụ án tử tù Hồ Duy Hải được cho là nhằm cản bước đường kim Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình vào vị trí tứ trụ trong đại hội lần thứ 13 sắp tới. Theo các thông tin từ báo Tuổi Trẻ hôm 28 tháng 4 năm 2020, dẫn nguồn tin từ Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho biết rằng cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, do ông Nguyễn Hòa Bình, tranh án tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa. Vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự nổi tiếng tại Việt Nam xảy ra vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại Bù Điện Cầu Voi, xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong đó có hai nữ nhân viên Bù Điện tên là Nguyễn Thị Anh Hồng và sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1987 bị hạ sát tại chỗ. Các cơ quan chức năng Công an Việt Nam đã bắt đầu kết án và tử hình thanh niên Hồ Duy Hải. Tuy nhiên gia đình của Hồ Duy Hải liên tục kêu oan trong nước cũng như kêu oan ra ngoài quốc tế và dưới sức ép của dư luận trong và ngoài nước, năm 2014 gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan khiến cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang buộc phải ra lệnh tạm dừng thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải. Nhiều bằng chứng cho thấy đây là một trọng một trong vụ án có nhiều sai sót nghiêm trọng về tư pháp như thay đổi chứng cứ và bỏ sót chứng cứ pháp y như vân tay, vết máu tại hiện trường, bỏ qua một số bản cung khai và bản nhận tội của các bị cáo hồi năm 2015, bà Lê Thị Thu Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam khóa 13 Phó trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Quốc hội khóa 13 đề nghị xem xét lại vụ trọng án Hồ Duy Hải. Ban Nga trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của vụ án và cho rằng có đủ 4 căn cứ kháng nghị đó là thứ nhất, việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa khiến phiến diện và không đầy đủ. Thứ hai là kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan và thứ ba đó là có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng truy tố, điều tra và xét xử. Thứ tư là có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Sau 11 năm kêu oan dòng dã cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, thu hồi quyết định không kháng nghị trước đó của tránh án Nguyễn Hòa Bình, đồng thời đề nghị xóa toàn bộ bản án trước đó đối với tử tù Hồ Duy Hải. Theo một số thông tin trên mạng xã hội, trong bối cảnh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tới gần, việc một số phe nhóm muốn lật lại vụ án Hồ Duy Hải là bước cản, tức là một bước cản bước của ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, đương kim Phó Thủ tướng thường trực vào tứ trụ của Đại hội 13 được muốn được diễn ra vào đầu năm 2021 tới đây. Bởi lẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất cũng như là người chịu trách nhiệm chính tích cực nhất trong việc khai thác đề nghị kiến nghị giám đốc thẩm ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải chính là Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hiện nay. Toàn bộ diễn biến vụ án và tiến trình xét xử Hồ Duy Hải diễn ra trong thời kỳ ông Trương Hòa Bình làm tránh án Tòa án Nhân dân tối cao đồng thời cá nhân của trương hòa bình trực tiếp có nhiều hành vi mang tính chất quyết định về pháp lý trong vụ án những hành vi này sau đó bà lê thị nga bóc mẽ là rất nhiều những sai phạm nghiêm trọng điều đặc biệt trong vụ án nêu trên cần phải kể đến vai trò của hai ông tướng này nếu không chịu trách nhiệm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm vào đây báo chí đã đưa tin chuẩn bị sẽ xét xử sơ thẩm giám đốc thẩm vụ hồ duy hải vào ngày 6 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Hy vọng lần này công lý sẽ được thực thi suốt hơn 10 năm trời Hồ Duy Hải mang án tử hình, thấp thỏm lo âu chờ ngày thi hành án có liên quan đến hai ông tướng công an. Mặc dù tên gọi là công an nhân dân nhưng công an lại ưu tiên bảo vệ đảng cho nên mới có khẩu hiệu công an nhân dân chỉ còn đảng, còn mình và còn đảng thì còn tiền. Nếu như bác sĩ nhìn ai cũng thấy bệnh, nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm khi lên tướng thì tư duy quan điểm nhận thức càng sâu sắc hơn. Mặc dù Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình đều là đại biểu quốc hội, tức là làm đại biểu cho nhân dân nhưng lại không bảo vệ cho người dân. Mặc dù chuyển sang ngành nhận dân sự nhưng bản chất vẫn còn là công an. Chỉ cần có nghi vấn thì cho là tội phạm phải trừng trị đích đáng, xem tính mạng của dân thấp hơn cả cỏ rác. Trung tướng Trương Hòa Bình sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955 tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Hiện nay là Phó Thủ trưởng, Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông bắt đầu công tác tại Phòng An ninh Nội bộ PA17 Công an thành phố Hồ Chí Minh năm 1985, giữ chức trưởng phòng, làm việc trong ngành công an. Được biết vào năm 2006 với hàm Thứ trưởng Trung tướng Ngày 15 tháng 7 năm 2007, ông Trương Hòa Bình được bầu giữ chức tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam. Mặc dù Quốc hội Việt Nam tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình vẫn theo quan điểm công an là Hồ Duy Hải cần phải chết, đã hai lần đề nghị bác đơn ân xá. Lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 5 năm 2011, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã có quyết định không kháng nghị, có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước không ân xá giảm án phạt đối với Hồ Duy Hải. Lần thứ hai vào sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, khi ông khi bị ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chất vấn về vụ án Hồ Duy Hải, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm. Điều đặc biệt trong vụ án này có liên quan mật thiết đến cuộc tranh đua ghế thủ tướng nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trung tuần tháng 1 năm 2021. Từ bây giờ cho tới đại hội diễn ra có những màn đấu đá thanh trừng phe phái quyết liệt trong đảng để tranh giành các vị trí chủ chốt Đồn đoán trong giới phân tích chính trị cho rằng Đại hội 13 sẽ quay về với truyền thống tứ trụ như trước đây, sẽ không còn việc Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước nữa mà cái ghế đó sẽ do hai người đảm nhiệm riêng biệt. Lý do là các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam khác đôi chút so với Đảng Cộng sản Đàn Anh Trung Quốc và Đảng Cộng sản Bắc Hàn. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hiến pháp Việt Nam cũng quy định hai chức danh này riêng biệt với hai vị trí quyền lực nhất là Tổng Bí thư và Thủ tướng. Với chức danh Tổng Bí thư, nghiên cứu kỹ quyết định 214 được cho là cụ thể hóa nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký thay thế nghị định số 90, có vẻ như ông Trần Quốc Vượng nắm chức vị trí ứng viên số 1. Ông Vượng đánh giá ứng viên tiêu chí bất thành văn là người Bắc có lý luận, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp. Ông Vượng đang làm tốt những chức năng và nhiệm vụ của mình và có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm cán bộ chủ chốt như quy định số 24 đề ra với chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ hơn 30 năm, trở lại đây đều do chính trị gia kinh qua hai nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ, đặc biệt cả hai quyết định 90 lẫn 214 đều mở. Chỉ cần kinh qua một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng thực tế đòi hỏi khắt khe hơn nhiều, do vậy mà Nguyễn Phú Trọng đưa Vương Đình Huệ về làm bí thư Hà Nội là vô cùng phù hợp với toàn tính của ông. Sau đó, là sự gửi gắm đặt niềm tin vào Vương Đình Huệ như lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng hôm 7 tháng 2 năm 2020 khi Huệ về nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội thay cho Hoàng Trung Hải. Ông Huệ rớt Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, chân ướt chân giáo vào Bộ Chính trị khóa 13. Ông cũng đảm nhiệm chưa tròn một nhiệm kỳ Phó Thủ tướng, cho nên việc qua mặt các đàn anh sừng sỏ để ngồi vào vị trí Thủ tướng là không thuyết phục. Thêm nữa, chức vụ bí thư Hà Nội là nơi thể hiện bản lĩnh khẳng định vai trò chứ không phải là tráng men để quay ngược về nắm chính phủ. Niềm tin gửi gắm của ông Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng dành cho Vương Đình Huệ là sắp đặt khác cho tương lai gần. Chính trường Việt Nam luôn chứa đựng rất nhiều ẩn số. Các kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gây cấn vào phút chót, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu như có một ngày ông Huệ sẽ ngồi vào vị trí Tổng Bí Thư. Như vậy chức danh thủ tướng sẽ có hai ứng cử viên đó là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hiện nay. Ông Bình là thành viên ban bí thư ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, nhiệm kỳ thủ tướng 2016-2021. Có người khen cũng nhiều và chê cũng không ít. Ông Phúc điều hành chính phủ có vẻ thuận lợi và xuôi chèo mát mái hơn nhiệm kỳ thứ hai của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Kinh tế xã hội chính trị được cho là ổn ông phúc làm vừa lòng ông trọng khi chủ động gián tiếp khen ngợi việc giải quyết sự cố formosa và đại dịch virus vũ hán là điểm cộng dành cho ông nguyễn xuân phúc những con số sau cũng làm cho ông phúc nở mày nở mặt tuy nhiên một số thông tin cho hay rằng trương hòa bình đang làm đủ mọi cách để vượt lên các vị trí quan trọng trong chính trường việt nam vì vậy tô lâm và bộ chính trị mới ra quyết định là xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải để phá ông Trương Hòa Bình và sẽ đẩy ông Trương Hòa Bình về nghỉ hưu vĩnh viễn. Giận người với phát biểu muốn giết quách tử tù kêu oan Hồ Duy Hải. Tháng 2 năm 2012, sự kiện bị án Hồ Duy Hải được tạm hoãn thi hành án tử hình vào thời khắc sát nút với giờ tiêm thuốc độc là chưa từng có trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. 4 năm sau, vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, một lần nữa việc tử tù Hồ Duy Hải, người bị kết tội giết người và cướp tài sản có thêm một cơ hội sống khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra kháng nghị, giám đốc thẩm đề nghị xóa bỏ toàn bộ bản án trước đó để điều tra lại, trở thành sự kiện tốn nhiều giấy mực không chỉ truyền thông mà của nhiều người, đặc biệt là trong giới luật sư. Đáng bàn là ngay khi thông tin trên được đăng tải phủ khắp các tiền trang truyền thông thì cũng là lúc trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip được cho là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đinh Văn Sang phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An ngày 7 tháng 12 năm 2017. Đài Truyền Hình Tỉnh Long An phát tin cùng ngày ngày 7 tháng 12 năm 2017 rằng đã có nhiều năm, nhiều kỳ rồi chúng tôi đề nghị thường trực Nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị lên Quốc hội về vấn đề thi hành dứt khoát đối với tử tù Hồ Duy Hải. Chứ hiện nay thì cũng chưa có xi si nhê gì hết lâu lắm rồi, bởi vì giam giữ đối tượng này rất cực và phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình chính trị của địa phương. Đoạn clip với nội dung trên được loan tải nhanh chóng khắp trên các trang mạng xã hội, kèm theo đó là những dòng bình luận thể hiện sự căm phẫn, lên án phát ngôn lạnh lùng và không có tính người. Facebook có tên Lê Thanh Nghĩa dẫn clip trên kèm lời bình, viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Long An giết quách tử tù kêu an hồ duy hại cho rồi giam loại này rất cực bà con bình bà con bình đi tôi hết lời còn trang facebook được cho là của luật sư trần đình dũng thậm chí còn đặt câu hỏi rằng Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An, ông Đinh Văn Sang có còn tình con người nữa hay không? Thực hư nội dung clip là như thế nào? Có hay không chuyện cố ý muốn khép tội oan cho tử tù Hồ Duy Hải? Rất mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ để dư luận được tỏ tường. Nhất là không để một vài cá nhân ảnh hưởng đến cả ban ngành. Bởi như Nhà báo Nguyễn Như Phong dù lên án hành vi cá nhân nhưng cũng khẳng định bởi lẽ bấy lâu nay với các cán bộ viện kiểm soát mà tôi biết tôi thấy ai cũng tốt không thể nghĩ lại có người như ông này. Tử tù Hồ Duy Hải và kỳ án bù điện cầu voi Vụ án tử tù Hồ Duy Hải phạm hai tội giết người và cướp tài sản đã kéo dài 12 năm qua với nhiều quan điểm tranh cãi trái chiều. Năm 2011, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định không kháng nghị vụ án này. Nội dung vụ án được thể hiện năm 2007. Hồ Duy Hải quen biết với hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, dư luận chấn động trước thông tin hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc. Sau đó, bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm của tòa án thành phố tối cao thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tự tuyên án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Hải. Sau khi hai bản án được tuyên, mẹ bị cáo Hồ Duy Hải liên tục kêu oan cho con mình. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, ngay sau đó, Văn phòng Phủ Chủ tịch nước có, ban có văn bản gửi cho cơ quan chức năng về việc đã nhận được đơn kêu oan của mẹ Hồ Duy Hải. Văn phòng Chủ tịch nước đã yêu cầu tránh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, và thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét kỹ. Tại quyết định kháng nghị mới nhất, Viện Kiểm sát dân tối cao nhận định bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hồ Duy Hải là chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Việc thu thập đánh giá chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ. Vụ án có nhiều nội dung cần chứng minh nhưng chưa được làm rõ. Các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng như bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định lời khai đầu tiên ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hồ Duy Hải không nhận tội, nhưng bản khan khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ của vụ án. Những tài liệu này có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Hàng loạt mâu thuẫn của vụ án đã được Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ rõ mâu thuẫn lời khai, chứng cứ dấu vết tại hiện trường chưa được làm rõ, thiếu sót, vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Từ các căn cứ nêu trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi